Chỉ vì muốn tạo sự thu hút chú ý của mọi người để thuận tiện cho việc buôn bán của mình, một đối tượng thường trú tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã chia sẻ thông tin sai sự thật trên TikTok, xúc phạm đến uy tín của cơ quan tổ chức, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Và hậu quả của việc làm thiếu suy nghĩ này là như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Cần Thơ phát hiện Bùi Quang Giới, 35 tuổi, dùng tài khoản TikTok giới tây đô .180286AL, tức là giới tây đô 1802, chia sẻ video ghi thêm tiêu đề cán bộ ức hiếp dân nghèo thì xin lỗi, dân nói lý lẽ thì bắt nhốt, luật vì dân nghèo hay là bảo vệ cán bộ. Sau đó tài khoản này còn tiếp tục bình luận đúng là luật đặt ra là để nhốt dân. Nội dung chia sẻ bình luận của Bùi Quang Giới là không đúng sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan tổ chức, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Bùi Quang Giới.